quý vị thân mến, sáng hôm nay cô ta cùng với quý vị đi ăn xôi nha. Một trong những xe xôi lớn chuối rất là nổi tiếng tại quận 8. Đây là đường Tùng Thiện Vương. Trước thì cô bán bên đây nè, mà bây giờ cô chuyển qua bên đây rồi quý vị. Đây khách đang đứng chờ mua đông lắm. Mua xôi thì chạy xe lên lề giùm quý vị nha. Để mình quay để mình làm chứng nè. Hết cái số lượng người ở đây á, là đến lượt mình. Hơi khói bốc lên thơm quá. Cái này cô còn bán buổi chiều không cô? Có 3 giờ cô bán. Chào cô. Hôm qua buổi chiều thì đang đi làm nữa. Bán nước xong thì rồi đi. Chờ chú mai trên ngay, chờ chú mai trên. Hai anh chị đây xong đến lượt con á. Hai người xong đến đây phải không? Dạ dạ. Thì có nữa làm sữa không? Không. Bố ơi mua đủ được không? Để đủ được không? Đó, đủ rồi. Cô chú Giang tờ giấy vui lòng xếp hàng á. Chứ nhiều anh chị ngồi ở trên xe rồi không biết ai đến trước ai đến sau á. Cái chuyện mà ai đến trước ai đến sau bữa giờ chắc cũng gây lộn á. Dạ gây lộn mấy lần rồi hả cô hả? Đúng rồi. Chuyện nhiều quá cái người ta chen vô á. Dạ. Thì tới rồi sao người ta không chịu. Cái cô năn nỉ mất công lắm. Xèo xèo là mệt lắm. Đây vẫn còn 17 hay sao cô? Cũng 17 à cô. Cô không lấy giá hả? Không, lấy giá người ta đi. Qua Tết rồi, qua năm mới rồi. Không phải đâu, năm nay năm khó khăn quá. Mình chịu khó mình lợi ích chút. Lợi ích chút hả? Có mà mình lên giá ta đi hết á. Có 20 không lấy được phẩm. Mà có người đông là vui ha. Mình bán có người đông là vui à. Anh gì nói luôn đi. Dạ hai gói xôi bình thường hả? À một gói này với là một gói này đi. Đây lá dứa hả con? Đây là lá dứa. Dạ. Cái nghe là mình làm đồ mặn luôn. Dạ làm mặn luôn. Ừ.
À cái này, cái này khỏi lấy tôm đi con. Gói này khỏi lấy tôm. Dạ đi chung. Cái nếp trắng là dễ trắng nha con. Dạ ok con. Là cho có sao bằng 15 ngàn 20 không đâu hỏng rồi. Thấy hai em sau này nè chú, hai em sau này. Hai em ở sau này. Hai cái gì nó lên. Coi mình lấy hò Bảo Cưng ơi. Hai gói. Bao nhiêu đây? 34 ngàn. 34 ngàn. Hai gói là 4 rồi. 34 ngàn, 34 ngàn. Thì cảm ơn con nha. Dạ. Yeah. Quay chút xíu. Khi mà quý vị đến đây mua, quý vị vui lòng tự ý mình xếp hàng quý vị ạ. Ý thức mình xếp hàng. Dạ. Yeah. Xin lỗi. Nói chung bao nhiêu? À, bỏ đi. Nghe nó lại giùm cô ơi, nó lại giùm. Xe nó lại giùm. Nó lại giùm đi, ông bà sao đã ra. Ông bà sao thì đã ra. Được chưa? Ghi lên lại chạy ra sao nữa. Lên đây đi, lên đây đi. Trời ơi, ghi lên lại sao thì đi ra sao nữa. Ghi lên lại sao mới ra. Đó đó, người ta la ghi chưa? Ghi chưa? Đấy, người ta la. Đến đây này chị ơi. Trời ơi. Ờ sao nó la bây giờ được chưa chứ. Bán vỉa hè là vậy quý vị ạ. Xôi của cô rè mà ngon lắm quý vị. Một gói như vậy, một cô gói 4 tờ lá chuối. 4 tờ lá chuối mà xôi rồi lập sườn, trứng cút, tôm. Chỉ có 17.000 thôi à. Tôi đã tưởng đâu à, qua Tết, qua năm mới rồi cô lên giá mà bây giờ cô vẫn không lên giá quý vị. Vẫn như vậy. Quá rẻ luôn. Có 15 đừng lấy làm được. Không lấy chứng cúc luôn á. Không lấy chứng cúc luôn. Không làm được luôn. Xơi tôm thôi đó. Gói này 15 ngàn quý vị ạ. Sa bấu nhiều ở tôm khô. Sa bấu của cô cũng ngon lắm.
không? Ba 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 thập cẩm. Ba gói gói nhiêu đó cưng? Gói 20. 4 4 giò chay. Bây giờ mình làm 4 gói 20 chứ đi, hai con ha. Ba gói 20. Ba gói 20. Cảm ơn cô chú nha, không đi. Dạ, dạ. Để cô chú bán quý vị. Cô thì lúc nào cũng vui vẻ quý vị, mà chú thì đôi lúc hơi nóng tính nên có gì quý vị thông cảm. Và khi đến mua thì quý vị vui lòng mình tự ý thức mình xếp hàng thì như vậy sẽ nhanh hơn, và có thể ai đến trước ai đến sau mình có thể biết được. Chứ nếu mà mình đến mà mình ngồi ở trên xe mình cứ chờ thì khó lắm, cũng khó cho cô chú nữa. Rồi, cảm ơn quý vị, bye bye và hẹn gặp lại quý vị nha.